see. Ba tiếng 15 phút. 8, 9, 10, 2 tiếng. 2 tiếng. Tí nữa xem nào. Trường em ấy là em mới biết đó là cái thằng này là cái anh này là hát mấy cái bài càng cua các kiểu đấy đấy. Xong bắt đầu lần này là em vào hay vào xem một cái TikTok của Dương Phi là người yêu của anh này. Hôm trước em mới xem được cái video mà chị kể là tại sao mà đời đấy là yêu nhau thì người đấy là chị này chị thích thằng anh này ấy. Nhưng mà hôm đấy là say rượu, thế là cái anh bạn ở trong hội nhóm đấy với chị là bảo là tự nhiên là hôm đấy là gọi điện cho Logi, thế là Logi đến xong là chị này chị tỏ tình ấy. Chị bảo là tớ kiểu xưng tớ cậu tại đoàn tuổi ấy, tớ cậu tớ thích cậu lắm. Long Di nhá. Lúc Long Di trả lời là lúc mà em bảo là thế anh nóng thì anh trả lời sao? Thì anh trả lời cậu nói là cậu thích tớ. Xong rồi cậu trả lời sao? Thì tớ trả lời là tớ cái gì nhỉ? Tớ cảm ơn, tớ cảm ơn vãi trường thật. Đấy xong hôm lúc đấy là chuyện đấy chưa rõ ràng đâu. Thế hôm sau là Dương Kim rủ Logi ra xa cây. Thế là trời đấy có 17 độ côi. Logi thì thấy ra xa cây để nói mọi chuyện ấy. Thì Dương Kim bảo là thích cậu nhưng mà kiểu ví dụ như kiểu là ví dụ cậu không thích mình như thứ thì chỉ có thể làm anh như thế thôi. Thế là hôm đấy trời lạnh lạnh xong rồi là 17 độ. Thế là tự nhiên Logi lại muốn ôm Dương Kim. Xong rồi là ôm xong xong rồi Logi ngửi thấy mùi khác hơn mùi kiểu mùi của Dương Phi thơm ấy. Xong rồi thích xong bắt đầu ai chưa. Đấy là mà sao mà kiểu trong mấy cái bài kiểu có cái cây của ấy chị Hải ơi buồn cười chị quá. Thank you.
chứa dầu mỡ lắm. Thế thì cho nhiều dầu lắm. Nhưng mà chúng nó nấu thì nó có nhiều dầu mỡ ấy, kiểu cảm thấy ngấy ấy. Cần mình không quen quen. Chị nhuộm màu này nhưng mà nhuộm vẻ màu, có nghĩa là các em nó nhuộm 4 lần thuốc thì nó lên màu đẹp lắm ấy. Chơi đậu bê đấy, chơi đậu đèo. Chị, đừng có giúp khéo. Chị đi nguy hiểm đây. Không phải sao, mất rồi. Em á, chị có đây không? Có. Chị mở bài đi. Khóc kìa em. Không, bài này hay vãi. Chị hả? Nó hiện ở cái bluetooth ở trong cái này nên cái máy của chị nó không kết nối được. Em đang nghe nhạc mà anh. Em thì bài mới. Anh ra gọi mày rồi. Thật mày. Em thì bài mới ở đây à chứ không phải. Chị cũng bật anh hãy lại bật hết cam lên thì. Em chẳng có làm bật hết cam đi. Hả? Bật hết cam ngồi lo nhìn thật. Do Trang ạ, chị hiểu tại sao em không bắt được ở cái bluetooth của chị rồi. Hả? Là do nó kiểu nó dính cái này này, tại chị thấy hiện cái em hốt ở trên cái cam này. Hả? Mày khóc của em ít đi chấm. À, mình muốn nghe tai nghe ăn. Có lúc không em mà cái chị mang hết dòng dây. Trời Trang ơi. Đây là cười trên nỗi đau khổ của em. Chị rất hạnh phúc rồi. Từ tối là không bị mất. Nó mất váy ra xong lại khó. À đúng rồi, do anh không chơi game nên nó lại. Thôi anh bình chân để cho bọn em hoạt động cho nó. I
3 tiếng 15 phút. 8, 9, 10, 2 tiếng. 2 tiếng. Để chưa rõ ràng đâu, thế hôm sau là Dương Kim rủ Longji ra xa cây. Thế là trời hôm đấy có 17 độ thôi, Longji thì thấy ra xa cây để nói mọi chuyện ấy. Thì Dương Kim bảo là thích cậu, nhưng mà kiểu ví dụ như kiểu là ví dụ cậu không thích mình các thứ thì chỉ có thể làm ăn như thế thôi. Thế là hôm đấy trời lạnh lạnh, xong rồi là 17 độ, thế là tự nhiên Longji lại muốn ôm Dương Kim. Rồi là ôm xong xong rồi Longji ngửi thấy mùi khác hơn, mùi kiểu mùi của Dương Kim thơm ấy, xong rồi thích xong bắt đầu ai chưa đấy là mà sao mà kiểu trong mấy cái bài hát đều có sự cây của ấy. Chị Hải ơi, người chị có ăn cửa vào thì bí
được vào béo. Ui, em mà kiểu nó mà kiểu nấu ăn nguyên thì anh nấu thì em cho kiểu hạn chế dầu mỡ lắm, thích cho nhiều dầu lắm, nhưng mà chừng nấu thì nó cho nhiều dầu mỡ ấy, kiểu cảm thấy ngấy ấy, thì mình không quen quen. Chị nhuộm màu này nhưng mà nhuộm vẻ màu, có nghĩa là các em nó nhuộm 4 lần thuốc thì nó lên màu đẹp lắm ấy. Chơi đậu bê đấy, chơi đậu đèo. Đừng có thức khéo. Em muốn đi nhuộm. Nhưng mà em nhuộm xong sợ là tóc nó dễ hư tổn. Chị đi mua nhạc đây. Không sao chạy, không bao giờ. Chị mua nhạc của em rồi. Em á? Chị có đây không? Ờ chị mở bài khóc của em. Không, bài này hay vãi. Chị hả? Mày đây hay không? Em cũng làm được đâu. Em rồi chụp được. Hả? Hả? Mai chửi mẹ. Nó hiện mấy em ở trong cái này. Cái một lúc lúc đây bảo sao ấy mãi chả được Trang ạ. Thế ra không, tại vì nó hiện ở cái bluetooth ở trong cái này nên cái máy của chị nó không kết nối được. Em đang nghe nhạc mà anh. Em thì bài mới. Anh ra rồi mày mình. Em thì bài mới vào đây à? Chị anh hãy lại đi cho anh bật, bật hết cam lên. Em chém hết mấy con là bật hết cam lên. Hả? Bật hết cam ngồi đó nhìn nó. Do Trang ạ, chị hiểu tại sao em không bắt được ở cái ngôn ngữ của chị rồi. Hả? Là do nó kiểu đi nó dính cái hả? Cái này chị thấy hiện cái em hốt ở trên cái can. Hả? Mày khóc của em ấy hay lắm. À, thôi đừng có nghe tai nghe em. Không, không, em không mang cái chị mang hết làm gì. Sợ Trang ơi. Đây là cười trên mẫu đau khổ của em. Chị rất hạnh phúc. Từ tối là không biết có. Nó mất váy ra xong lại khó nhỉ. Ôi, nếu là anh đi không chơi đẹp.
À đúng rồi, do anh không chơi game nên là phải. Thôi anh đừng chơi nữa, để cho bọn em hoạt động cho nó. Dỗi. Không ạ, với lúc em nghe thì bọn chị buồn lắm. Đây ạ. Dỗi. Hay nhờ, hay. Ồ, dỗi thế. Hôm nay cho tôi quay được trai với ai nữa. Bài này mà kiểu đúng kiểu cái như kiểu dạng chị cũng người yêu đúng sầu đời, nghe bài này hay không? Chờ đợi người dùng biết chờ nó cơ hội ạ. Đúng rồi. Cái gì nhỉ, người ta bảo là cố không giữ mất thì đi đi, mất là mất ngồi đến mất khóc. Tự nhiên có quảng cáo con gà. Gà mà kêu ấy. Cho gà ấy à. Chị vừa kêu cái đấy xong à? Vậy? Ừ, chị kêu đấy xong. Chị cũng có cái quảng cáo đấy. Ừ,
gà dai dai ngon, gà 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 nuôi ấy, gà mình nuôi ấy. Gà trên đây bở một xứ đây. Rồi chị gửi chị một con gà chọi. Ngon. Thích thế. Ồ, chân to đủ chắc thịt đâu. Chắc không đâu, thì đông đâu có ăn về. Kiểu nó chắc, nó dai. Không, hôm em kiểu hôm em cần một cái con gà đi là gà đấy nuôi được hơn 3 tháng thì nó vẫn còn non ấy. Ăn nó vẫn mềm. Ăn không dai, chắc thịt đâu. Em bảo là thịt ngan mang đi. Cân ngan 4-5 cân ấy. Nhưng mà em kiểu to quá. Em bảo cầm nửa con đi xong em bảo thôi con ngọt thèm gà hơn. Xong em bảo là em bảo là thịt, mẹ em bảo là thịt gà mềm không ăn ngon đâu, thế là em vẫn cố chấp chấp nhận thôi. Em đã đi hết của nhóm Live 99 ấy, là Live 11 ấy. Lần trước không phải là bản official, ngay cả single cũng phải là official, mà bây giờ ra cái bản này mới là official. Chị xem cái bài cái họp báo mới nhất của Đức Phúc ấy, có chia sẻ vậy mà, hay là chia sẻ vậy? Ồ, em bị sốc luôn mà, em không ngờ đấy không phải là bản official đâu. Cái đấy là gì em? Bản friend fanmade cái gì ấy. Thank you.
Đang nghe nhạc nó cho cái nó cho nó PA cái này. Nó hát là chờ hoài xong hơn chưa về. Không phải ơi, nhưng mà cái này nó đúng tâm trạng của em rồi, khó nghe rồi. Em đang hiểu không? Không, không biết là nay mà mình là gì của nhau, sợ điện thoại một thời này. Huh?
một đứa nổ hũ rồi. Trời ơi. Hả? Chị ơi, chị em lại một đứa nổ hũ mời đám cưới. Ôi trời ơi. Lớp các bạn. Trời ơi. Đang cô muốn về. Cô nghĩ là chị thích đi đám cưới lắm em ạ. Chị không ngại mấy cái này đâu. Nhưng mà đang đi học, không có thời gian để về. Buồn. Mùng 5, mùng 6 là bao giờ nhỉ? Bao giờ đến mùng 5, mùng 6 nhỉ? Nay mùng mấy chị Nguyệt? Mùng 5, mùng 6 âm dương á. Không biết, âm dương ấy. Chịu. Cháu ở dương, à ông. Bọn đám cưới hay mời âm á. Hả? Kỳ đồ đá. Bạn em nó nói chuyện hay lắm nhá. Tình hình là tao tìm được đại gia rồi. Trời ơi. Con này là hay dây vậy mà. Nó sinh năm 2002, ngày 31 tháng 12 năm 2002. Nhưng ở trên lớp em vẫn cũng gọi nó là chị nhá. Tại vì kiểu quen ấy, chúng nó cứ gọi là chị. Xong chuẩn bị có nghĩa là mấy tháng này sẽ có hai đám. Hôm đi ăn tất nhiên là cô này nó đã bảo là tao sắp ra Tết là tao sẽ cưới. Cô này là con khác. Trời ơi. Các bạn cứ làm mình nôn nao. Đây chị nghĩ là lúc của mình cái bộ mà hồi xưa học lớp ban đầu là chị có bầu chị cưới đó.